Phương Oanh và Sắc Bình hẹn hò, chính thức gây gắt đòi cào mặt, xót xa khi hai con bị xấu hổ với bạn bè. Trước hành động công khai hẹn hò của Sắc Bình và Phương Oanh, doanh nhân Đào Lan Hương đã chính thức lên tiếng. Trong đó, bà xã Sắc Bình gây chú ý khi tiết lộ về tình trạng đáng báo động của hai con trước hành động của người lớn. Mới đây, những hình ảnh Sắc Bình và Phương Oanh công khai hẹn hò, tình tứ cùng nhau đi đánh góp sánh đôi đi sự kiện đã thu hút nhiều sự quan tâm và bàn tán của dân tình. Đây được xem như một động thái công khai mối quan hệ và công kích đến bà xã Sắc Bình, doanh nhân Đào Lan Hương. Vì trước đó, nữ doanh nhân khẳng định cho biết cô và Sắc Bình vẫn còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Dù vấp phải rất nhiều sự chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn tỏ thái độ bình thản, đáp lại những hình ảnh có phần thách thức của nữ diễn viên Phương Oanh. Mới đây, doanh nhân Đào Lan Hương đã đăng tải một dòng trạng thái nói lên quan điểm của mình. Trong đó, cô gây chú ý khi tiết lộ việc hai con bị xấu hổ, tự ti với bạn bè vì những hành động đả kích của người lớn. Cụ thể, doanh nhân Đào Lan Hương viết, mấy ngày qua có nhiều mẹ bình luận trên bài viết và nhắn riêng cho tôi tâm sự, vừa bày tỏ sự đồng cảm, phẫn nộ về những hình ảnh đầy đả kích gần đây, vừa tâm sự về chuyện của bản thân các mẹ, đặc biệt liên quan tới những đứa trẻ. Trước những hình ảnh đầy đả kích của người lớn trong một tháng gần đây tới tận bây giờ, các con luôn trong tâm trạng xấu hổ, tự ti với bạn bè, khổ sở, lo lắng về tương lai. Là một người trưởng thành, tôi chỉ có thể sống tích cực, thể hiện sự lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Vẫn phải mạnh mẽ sống làm việc để con và gia đình yên tâm, không thể độc ác mà xoáy sâu vào nỗi đau của những người thân yêu. Đặc biệt với riêng con gái mình, tôi muốn là tấm gương bản lĩnh đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống. Vì trong tương lai, con cũng sẽ là một người phụ nữ, một người vợ và một người mẹ. Trước đó, nữ doanh nhân cũng cho đăng tải đoạn clip cô cùng con gái nói chuyện phiếm về những câu chuyện sinh hoạt của bé May tại trường học. Đáng nói, ở bên dưới, một tài khoản bất ngờ bày tỏ ý kiến cực kỳ bức xúc liên quan đến Phương Oanh. Người này viết, may mà hai đứa con được ở cạnh mẹ là vui rồi chị. Chứ như con chị Phương Oanh mất dạy đánh con chồng, chạy trách con Oanh cần cần mất dạy không kém. Chị nào em nấy, chúc chị luôn hạnh phúc bên con của mình. Đừng để con giáp thứ 13 nó tiếp xúc với con chị. Em sẽ nó lại thành con chị, giống như con chị gái mất dạy của nó từng ác độc đánh con em. Theo như lời mô tả của tài khoản này, có vẻ như chủ bình luận cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như Đào Lan Hương. Và trùng hợp hơn cả, con giáp thứ 13 lại có liên quan đến gia đình nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân. Do vậy, ngay lập tức, nữ doanh nhân đã không nề hà mà đưa ra lời khuyên cực kỳ đanh thép, đến cào cả mặt nhà chúng nó ra chứ. Với sự tuyên bố này, vợ cũ Sắc Bình phần nào thể hiện thái độ rõ ràng về việc người mới đụng vào con cái. Chắc hẳn nếu ai đó làm điều không phải, cô sẵn sàng một mất một còn để bảo vệ những người con của mình. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện phía sau như thế nào thì vẫn chưa thể nào đưa ra kết luận, bởi đây chỉ là một bình luận ngẫu nhiên trên Facebook mà chưa hoàn toàn có chứng cứ cụ thể. Về phía Sắc Bình, nam doanh nhân cũng thoải mái đăng tải những hình ảnh đi chơi, giải trí cùng các con và không ngại nhắc đến Phương Oanh trong một bình luận của cộng đồng mạng. Cụ thể, trong loạt clip đi chơi bowling với các con của mình, dưới bình luận, một cư dân mạng bất ngờ nhắc về Phương Oanh. Em Oanh đâu rồi anh? Ngay lập tức, Sắc Bình cũng đáp trả một cách nhẹ nhàng mà vô cùng thâm thúy. Đố biết đấy, kể từ khi công khai mối quan hệ, Sắc Bình và Phương Oanh nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trong khi vợ Sắc Bình khẳng định cô và nam doanh nhân vẫn đang là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, thì Sắc Bình lại khẳng định ông và vợ đã ký đơn đồng thuận ly hôn vào cuối năm 2018, nên việc anh có tình yêu mới là không sai. Hiện tại, doanh nhân Đào Lan Hương đã ủy quyền cho luật sư Hà Trọng Đại giải quyết các vấn đề của cô và chồng.